Mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, sự nỗ lực lớn của các cấp các ngành và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tỉnh Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực. Ngoài việc hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, trong năm nay Đắk Lắk có nhiều điểm mới, đó là đã triển khai thực hiện dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, một số mặt hàng nông sản được xuất khẩu chính ngạch đi các nước. Đây là đánh giá tại hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 54 được tổ chức sáng nay 28 tháng 11. Đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Ibn Ee, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đề nghị các đại biểu cần tập trung phân tích thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ cho năm 2022, đặc biệt là những chỉ tiêu đạt thấp, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí cũng đề nghị các đại biểu cần thảo luận về việc triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là dự án cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, tập trung các nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác phòng chống dịch COVID-19, v.v. Theo dự thảo báo cáo được trình bày tại hội nghị năm 2022, Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt. Ngay từ đầu năm nên kết quả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đều đạt kế hoạch đề ra. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị tổng sản phẩm ước thực hiện 57.431 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 7,78% so với năm 2021. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, hiện nay toàn tỉnh đang thu hoạch vụ hè thu và gieo trồng vụ thu đông. Giá trị tổng sản phẩm công nghiệp ước đạt 6.014 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch, tăng 20,6% so với năm 2021. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 9.152 tỷ đồng, đạt 111,6% kế hoạch, tăng 11,5% so với năm trước. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, lao động, thương binh và xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng đảng được chú trọng. Cho năm 2022, toàn tỉnh kết nạp được trên 1.820 đảng viên mới, bằng 96,2% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo kế hoạch đề ra. Hội nghị cũng đã đưa ra một số chỉ tiêu cho năm 2023, trong đó phấn đấu tổng sản phẩm xã hội đạt từ 61.900 đến 62.000 tỷ đồng, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 61,5 triệu đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu trên 1,6 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách nhà nước 9.570 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 đến 2%. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2023 có 90 trên 152 xã đạt chuẩn.